Rồi, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất động sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở trước hẻm 23 đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha anh chị. Đó, nhà mình thì nằm ở hẻm 23 và mình có thể đi nhiều hướng ha, đi vào ha. Đó, hẻm 23 hoặc là mình đi hẻm 25, 35 mà đi vào cũng được. Hoặc là mình đi đường Lý Thánh Tông đi vào cũng được ha anh chị. Thì hẻm mình hẻm thông nhiều hướng ha, hoặc là Tô Hiệu mình đi vào cũng được ha anh chị. Đó, căn nhà mình là hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên. Hẻm 23 này, hẻm Nguyễn Văn Yến, không có lộ giới gì nữa nha anh chị, không có lộ giới. Ngoài kia là mặt tiền đường Nguyễn Văn Yến ha. Ngoài kia là mặt tiền đường Nguyễn Văn Yến ha anh chị. Đó, ngoài kia là mặt tiền đường Nguyễn Văn Yến ha, ngoài đó là mặt tiền xe tải vừa chạy qua là đường Nguyễn Văn Yến ha. Và căn nhà mình ở hẻm 23 đường Nguyễn Văn Yến, không có lộ giới gì nữa nha. Đó, nhà mình chỉ cách hai căn nhà là tới vị trí nhà mình rồi, hai căn tới ba căn là tới vị trí căn nhà mình rồi. Một căn nhà dài này, một căn mặt tiền ha, một căn hai căn ha là tới rồi. Căn này là căn mặt tiền, là cách ba căn nhà là tới rồi ha anh chị. Đó, hẻm trước nhà mình là hẻm 3m và nhà mình không đối diện nhà với nhau. Nhà mình không đối diện nhà với nhau ha, mình có thể để xe phía trước nhà mình ha, mình có thể để xe bên hông này. Để mình để xe bên hông này ha. Và nhà mình á, anh chị nhìn thấy á, các nhà xung quanh là nhà cao tầng và căn nhà này là nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu rồi ha anh chị. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên. Và đây là địa chỉ của căn nhà mình ha. 23/5 đường Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Gần nhà mình nằm ở gần rất là nhiều vị trí như là để đây như là mình có thể đi vào hẻm 149 đường Lý Thánh Tông hoặc đường Tô Hiệu ha anh chị, sát bên trường trung học Tân Thới Hòa và trạm y tế, chợ, thuận tiện đi lại các quận như là quận 5, quận 6, quận 10, quận Tân Bình ha anh chị. Đó, giáp ranh với lại rất là nhiều quận luôn. Đó, chiều ngang của căn nhà mình á là 5m và chiều sâu vào là 7m nha anh chị. Căn nhà hẻm trước nhà mình 3m, căn nhà nằm ở hẻm thông, xen hẻm 35 đường Nguyễn Văn Yến luôn ha. Đây là hẻm 35 đường Nguyễn Văn Yến này nha. Nhân đi ra ngoài đây cho anh chị xem hẻm 35 nè. Đây là hẻm 35 đường Nguyễn Văn Yến này anh chị. Đó, hẻm 35 đường Nguyễn Văn Yến ha. Và mình rẽ tới đây là Lý Thánh Tông ha. Đó, cách chừng vài trăm mét là ra Lý Thánh Tông rồi ha. Đó, một trệt và một lầu, ở trên là mái đúc nha. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà có hướng chính là hướng đông nam nha anh chị, hướng đông nam ha. Đó, từ mí này, từ cái mí này nè, đó cái mí này, Nhân để nguyên chiếc xe chỗ này ha, và ngang qua tới vị trí này là 5m và chiều sâu vào từ đây và tới vào sâu vô trong á là 7m ha anh chị. Nó cách mặt tiền chỉ góc một căn, hai căn và căn mặt tiền đó là tới nhà mình rồi. Hẻm không còn lộ giới, hẻm trước nhà là hẻm 3m ha anh chị. Ở trên đây thì cái nền nhà còn cao hơn so với cái đường á là khoảng 5 tấc ha anh chị. Đó, hẻm rộng rãi sạch sẽ, nhà mình trước nhà không có cống gì ha, để Nhân ve lại cho anh chị mình xem nè, không có cái cống nào ha. Đó, căn nhà rất là đẹp luôn nha, chủ thiết kế mới, ban công là ban công đúc luôn nha, ở trên mái cũng là mái đúc luôn nha anh chị. Nhà vô rất là mát luôn. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Cửa là sử dụng cửa sắt kết hợp với kính cường lực ha anh chị, kết hợp với kính cường lực ha. Đó, mặt thì ở đây thì có làm đá hoa cương, gạch thì sử dụng gạch bóng kính. Ở trong thì chủ ốp một cái lớp nhựa giả gỗ PVC lên tới trên. Đó, để làm trang trí cho căn nhà mình, làm không gian của tivi. Cầu thang thì cầu thang tay vịn gỗ, mặt đi quần đá hoa cương. Đó, anh chị vừa xem mới có nửa căn thôi đó ha, còn khúc bên này nữa nè. Đó, ở trên là đóng la phong, sử dụng đèn led và có làm thiết kế cho mình một cái đèn chùm rất là đẹp ha anh chị. Đó, Nhân sẽ quay cho anh chị xem ha. Đây ở cuối căn nhà ha. Chiều sâu vào của căn nhà mình là 7m và chiều ngang của căn nhà mình là 5m ha anh chị. Căn nhà được thiết kế mới, anh chị vào ở ngay ha. Ở đây có cái kệ ba ha. Ở đây có cái kệ ba, mặt sử dụng đá hoa cương. Và đây là không gian bếp của mình. Bếp thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương ha, bồn rửa, tủ bếp bằng gỗ ha, gỗ an cường, chống ẩm ha anh chị. Đó, anh chị xem ha. Ở trên có rất là nhiều hộc ha, để mình để đồ, những vật dụng mình cần thiết mình đi chợ về mình sẽ để ở trên, khi mình sử dụng thì mình đem xuống ha. Đó, căn nhà có kích thước ngang 5m thì rất giàu, rất là rộng và thoải mái ha anh chị. Ở đây thì không gian của mình, chủ đang thiết kế cái đường nước chỗ này để máy giặt. Anh chị có thể để máy giặt ở đây hoặc là sử dụng không gian này để mình thiết kế một cái phần khác và mình đem máy giặt ra để ban công ngoài trước cũng được ha. Anh chị nhìn thấy không gian của nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh thì chủ ốp tường cao từ đây lên tới kịch trần luôn và để đó là một cái đèn chỗ này ha. Cái này là gạch nha anh chị, chủ dán gạch luôn nha anh chị, mình xem nè, chủ dán gạch ha. Các thiết bị điện thì được lắp thêm mới hết trơn ha anh chị. Cửa thì sử dụng cửa gỗ, bên trong chủ gạch ốp tường ke ngang lên tới trên, trụ tắm đứng, lavabo xài lavabo nguyên khối, bồn rửa vuông rất là đẹp ha. Nó có gắn kính cho mình luôn, đồ trong đây sử dụng đồ inox hết trơn ha anh chị. Đó. Gạch thì dưới đây thì gạch nhám ha, gạch nhám hoa văn nhìn rất là đẹp luôn. Pháp lý là sổ hồng nha anh chị, sổ hồng riêng mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Giá là 3 tỷ 680 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chủ. Anh chị đến xem nhà đi, nếu thấy ưng ý thì nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ làm việc về giá. Thì trước đây căn nhà này á thì mà ở ngoài á người ta đăng là với giá là 3 tỷ 780 triệu đúng không? 3 tỷ 780 triệu và giảm xuống thêm 100 triệu ha, và nhân tới nhân quay ha anh chị. Nếu anh chị thấy ưng ý tới căn nhà này thì hãy tới gặp chính chủ để làm việc thêm về chính chủ ha. Cách mặt tiền chỉ khoảng 2 căn nhà là tới rồi, và hẻm trước nhà mình là hẻm 3m ha anh chị. Đó, nhà không đối diện nhà với nhau. Anh chị có thể có khách tới nhà thì mình để xe cặp bên bức tường bên đây ha. Rất là đẹp, hẻm thông ra Lý Thánh Tông, Tô Hiệu, gần trung tâm y tế ha. Rất là nhiều tiện ích xung quanh ở quận Tân Phú mình luôn ha. Địa chỉ là 23/5 đường Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha anh chị. Chiều ngang là 5m và chiều sâu vào là 7m. Pháp lý là sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên. Hướng nhà là hướng đông nam nha anh chị. Ở không gian chỗ này, phòng khách thì thiết kế rất là sang trọng luôn ha anh chị. Với cái đèn trang trí, đèn chùm thả xuống và những tấm nhựa giả gỗ ha, những tấm nhựa giả gỗ. Bếp thì không gian bếp rộng rãi, rộng thoáng, có cái quầy bar. Và nhà vệ sinh được thiết kế với tường ốp thẳng lên tới trên. Mình nhìn ở đây thì không thấy luôn ha. Đó. Cầu thang thì mặt đi quần đá hoa cương, tay vịn gỗ. Ở trên chân cầu thang thì chủ có dán một bức tranh đó, phong thủy ở chỗ đây ha. Đó, để cho mình thấy có không khí xanh ở trong nhà mình. Ở trên bức tranh thì chủ có làm một cái đèn dạ xuống rất là đẹp ha. Mặt trong của cầu thang, ở cầu thang thì cũng là đá ha anh chị, đá hoa cương và đá hoa cương trắng ha. Tay vịn gỗ. Ở trên đây ha, trên tầng 1 của mình là sàn này, sàn đúc nha anh chị, và trụ lót gạch và dán thêm nhựa. Cái này là gỗ luôn nha anh chị, sàn gỗ luôn nha. Sàn của mình là sàn gỗ ha. Và lên đây anh chị thấy cái nhà vệ sinh, chủ ốp tường cao lên tới trên luôn nè. Đây là nhà vệ sinh ha. Nhà vệ sinh chủ ốp tường cao lên tới trên, và trên nhà vệ sinh thì những căn nhà khác thì người ta làm bằng nhôm siva, thì chủ nhà làm luôn bằng gỗ luôn ha anh chị. Làm trên cái kệ trên bằng gỗ cho mình luôn ha. Nhìn không gian phối màu rất là đẹp luôn nha. Ở trong nhà vệ sinh thì chủ ốp tường ngang cao tới trên, ốp tường ngang cao tới trên luôn nha. Đó, lavabo, bồn rửa tay gắn kính cho mình. Không gian nhà vệ sinh trên đây cũng rất là thoáng ha. Đó, cái trụ tắm bằng inox ha. Trụ tắm bằng inox nha anh chị. Đây anh chị mình xem cái không gian của tầng trệt của mình. Tầng trệt của mình thì có tầng 1 của mình thì có 2 phòng ngủ, một phòng ngủ bằng gỗ nè. Cửa thì sử dụng một phòng ngủ nhỏ, sử dụng cửa gỗ ha. Đó. Cửa này cửa gỗ nha. Sàn thì sàn gỗ, lót gạch gỗ hết ha anh chị. Pháp lý của căn nhà mình sổ hồng ha. Đây là phòng ngủ thứ nhất của mình. Đèn thì sử dụng đèn led nha. Đóng la phong sử dụng đèn led nha anh chị. Căn nhà mình pháp lý sổ hồng rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên. Anh chị đến xem nhà nếu thấy ưng ý thì nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ làm việc về giá ha. Đó. Ở những cái không gian của 2 phòng thì chủ cũng ốp gạch ngang cao tới trên nè, để khi nhà mình có em bé thì có da chạm vào đây thì mình chỉ cần lao thôi nè. Ở trong đây nè, trên chỗ này nữa ha, và vị trí chỗ này nữa nha anh chị. Đó. Đây là không gian của phòng ngủ lớn nha anh chị. Phòng ngủ lớn của mình cửa thì sử dụng cửa gỗ và la phong á, thì là đóng la phong giật tầng ha anh chị. Đèn thì sử dụng đèn led, ở trên la phong giật tầng có đi những cái đèn vàng đó để phối màu cho cái không gian của phòng ngủ lớn của mình ha, ta gọi là phòng ngủ master ha. Ở chỗ này thì phòng ngủ này thì có luôn cái cửa sổ ha, cửa sổ hai cánh lớn và cửa ra ngoài ban công ha anh chị, cửa lớn đi ra ngoài ban công đó. Nhưng sẽ đi cho anh chị mình xem toàn bộ không gian của cái phòng ngủ lớn của mình ha. Đó, cửa đó là cái cửa chính đi ra ngoài ban công và cửa sổ nằm bên đây. Thì căn nhà mình có kích thước ngang là 5 m, nên anh chị mình đi mình coi video đứng này thì chỉ cần thấy nửa video thôi ha, nửa căn nhà thôi, nhưng phải đi nhiều góc bây giờ thì chị mới xem thấy rõ hết cái diện tích của căn nhà mình ha. À, đứng chỗ này là nhìn thấy đủ hết nè. Đây, anh chị mình có thể xem cái không gian chỗ này. Đó, xem cái không gian này nha. Ở trên phần 1 này toàn bộ là lót sàn gỗ hết, và những cái đường chỉ là cũng là sàn gỗ luôn nha anh chị, lót bằng gỗ luôn ha. Thì cửa ra ngoài ban công là cửa sắt, và sàn của sàn ban công mình là ban công đúc ha anh chị. Ở trên đây anh chị nhìn thấy ban công ở trên đây là cũng đúc luôn nha. Cái mái che trên đây là cũng là mái che đúc luôn nha anh chị. Ở trên đây có chủ có tỉ mỉ làm những cái đường gỗ trên đây, giả gỗ trên đây, độ bền của này rất là cao ha, chịu nắng chịu mưa rất là tốt luôn nha anh chị. Anh chị xem cái không gian ở dưới đường đi của mình, ha. Căn nhà mình là hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha, pháp lý là sổ hồng. Địa chỉ căn nhà mình là 25/3 đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ và trường học ha. Thuận tiện đi lại các quận trung tâm như quận 5, quận 6, quận 11, quận Tân Bình ha anh chị. Pháp lý của căn nhà mình sổ hồng rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Chiều ngang của căn nhà mình là 5 m và chiều sâu vào là 7 m. Nhà có hướng chính là hướng đông nam nha anh chị. Nhà có hướng chính là hướng đông nam ha. Và giá hiện tại chủ đăng kêu căn này có giá là 3 tỷ 860 triệu ha. À, xin lỗi anh chị, 3 tỷ 680 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Và nhân xin xác lại giá của căn nhà mình 3 tỷ 680 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chủ. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản ở Sài Thành, và đây là lần đầu tiên anh chị xem video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành, thì anh chị hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Một căn nhà ở quận Tân Phú có giá 3 tỷ 680 triệu với kích thước ngang là 5 m và chiều sâu vào là 7 m. Pháp lý là sổ hồng, nhà đúc kiên cố ha, anh chị vào ở ngay. Nhà mới anh chị vào ở ngay luôn, nhà thiết kế mới luôn nha. Anh chị có bạn bè người thân trong gia đình cần mua bất động sản có giá dưới 3 tỷ 680 triệu thì hãy chia sẻ video này đến bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, để bạn bè người thân của mình có thể tìm mua được căn nhà ưng ý nhất và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong lần quay sau. Hãy đăng ký kênh và chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình.